Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, gần 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát đã nộp ngân sách nhà nước trên 150 tỷ đồng. Đây là một trong những tập đoàn có số nộp ngân sách lớn của tỉnh. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát Hưng Yên nộp trên 17 tỷ đồng, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát nộp gần 79 tỷ đồng. Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát nộp trên 23 tỷ đồng, công ty quản lý khai thác khu công nghiệp Phú Thủy A nộp gần 6 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn thép Cán Nguội Hòa Phát nộp trên 7 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Hòa Phát nộp gần 12 tỷ đồng. Trong nhiều năm liền trở lại đây, Hòa Phát là doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh về nộp thuế với nhà nước. Số thuế nộp của Hòa Phát hàng năm chiếm 40% tổng số thu thuế từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và chiếm 12% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô và lĩnh vực đầu tư vào tỉnh Hưng Yên như đô thị, bất động sản, sản xuất thép sẽ góp phần tăng số nộp thuế cho nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động các địa phương. Một tháng trở lại đây, giá thịt lợn đã tăng trở lại. Tâm lý người tiêu dùng không còn sợ mua phải lợn dịch tả châu Phi. Tại các khu vực chợ Phố Hiến, chợ gạo thành phố Hưng Yên, cảnh người mua bán thịt lợn diễn ra bình thường như trước khi chưa có dịch tả lợn châu Phi. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả mà hầu hết người tiêu dùng đã có nhận thức đúng đắn về bệnh dịch tả lợn châu Phi, không lây sang người. Gia đình chúng tôi là sử dụng thịt lợn hàng ngày. Dịch tả lợn châu Phi thì nó không ảnh hưởng gì đến con người cả, nên là chúng tôi yên tâm sử dụng. Giá lợn hiện nay đã tăng trở lại từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng tùy theo loại thịt. Như thịt vai chỉ, thịt vai tăng từ 60.000 đồng lên 70.000 đồng kg. Sản lượng tiêu thụ của các gian thịt lợn cũng tăng lên từ 2 đến 3 lần so với trước đây. Thời điểm dịch thì không bán được, chỉ bán được 10 cân, 15 cân thôi, nhưng bây giờ trở lại bình thường rồi. Ngày tôi bán được 30 cân, 40 cân trở về. Ngoài ra, công tác xử lý lợn bệnh và các chốt kiểm dịch đã lấy được lòng tin của người tiêu dùng. Không chỉ thịt lợn, các sản phẩm được làm từ thịt lợn cũng đã được người dân tin tưởng sử dụng. Trước thì có dịch thì người ta còn kiêng, nhưng bây giờ thì người ta lại quay trở lại ăn bình thường. Thịt lợn là món ăn truyền thống thông dụng nhất trong mỗi gia đình, đặc biệt là ở vùng nông thôn, người ta sử dụng nhiều và thường xuyên trong các bữa ăn. Thịt lợn rất dễ ăn và tần suất ăn nhiều nhưng không chán so với các loại thịt khác. Vì vậy, người dân đừng quá lo lắng, không nên tẩy chay thịt lợn và chúng ta hãy quan tâm đến cách ăn, cách chế biến để đảm bảo an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, do lợi thế về địa lý nằm giữa tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và có quốc lộ 5A huyết mạch chạy qua, những năm qua thị trường bất động sản ở thị xã Mỹ Hào khá sôi động và duy trì tăng ổn định. Hiện nay, thị trường nhà đất tại đây cho thấy nổi lên các nhà đầu tư lớn như tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn T&T, công ty cổ phần Phúc Thành, Yên Sơn, v.v. vẫn đang đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở công nhân và nhà chung cư cao cấp với tổng diện tích trên 250 ha. Theo ông Đào Trường Giang, trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Mỹ Hào cho biết, hiện giá đất nền tại đây đang duy trì ở mức tăng nhẹ. Theo đó, nếu chia ra 4 loại đất gồm đất mặt đường quốc lộ 5A, đất mặt đường đô thị rộng 30m và đất trục đường liên phường, liên huyện, sẽ có các mức giá dao động từ 1,3 tỷ đồng một suất 100m2 đến 4 tỷ đồng một suất. Đặc biệt có các suất góc hai mặt tiền có giá từ 65 đến 70 triệu đồng 1m2. Trong thời gian vừa qua, từ năm 2016 đến năm 2019, thì cái thị trường mà để dành cho những người lao động ấy, hoặc ở làm các khu công nghiệp hoặc các thị trường là công nhân viên chức hoặc là giáo viên ấy, có nhu cầu rất là nhiều. Thị trường bất động sản từ cuối năm 2018 đến đầu 2019 và các quý 1, quý 2 của 2019 thì là phát triển nóng. Đất mặt đường đôi rộng 30m trong khu đô thị có mức giá là từ 18 đến 20 triệu đồng 1m2. Đất mặt đường rộng từ 20m trở xuống có mức giá từ 15 đến 16 triệu đồng 1m2.
Mặc dù Mỹ Hào không phải là điểm du lịch của cả nước nhưng vẫn là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư đến kinh doanh bởi tiềm năng phát triển của thị xã công nghiệp với quy mô thu hút trên 50.000 lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các khu công nghiệp có nhu cầu mua nhà ở trên địa bàn. Mặc dù Mỹ Hào đang có rất nhiều nhà đầu tư đang triển khai bán đất nền và nhà xây thô, nhưng thị trường nhà đất tại đây đang khá sôi động. Với giá nhà xây thô với chi phí cộng thêm dao động từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng một mét vuông sàn, tùy theo nhu cầu của khách, các đơn vị kinh doanh bất động sản trên cơ sở luật pháp hiện hành đều tạo điều kiện tối đa cho khách. Tôi mua cái mảnh đất ở trong cái khu đô thị là Hồng Phúc này là từ năm 2017, thì tôi mua với giá là 6 triệu đồng trên một mét vuông. Nói chung là trong quá trình xây dựng trong này thì tôi thấy là ở đây thì là chủ đầu tư người ta rất là tạo điều kiện. Chẳng hạn như điện nước là người ta cũng có cả cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp ra để cấp nguồn điện cho tôi để tôi làm thi công. Hiện nay thị xã Mỹ Hào đang có hai khu công nghiệp đang trong quá trình hình thành là khu công nghiệp Minh Quang và khu công nghiệp Minh Đức. Mặt khác, quá trình phát triển mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 cũng là đòn bẩy làm cho thị trường bất động sản tại đây thêm sôi động và tăng trưởng bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.